Khóc cái gì mà khóc? An toàn rồi. Con đâu cứu em. Em. Những giọt nước mắt hạnh phúc được về lại trên quê hương Việt Nam, được gặp lại người chồng và gia đình của mình. Cái chắp tay quỳ lại cảm ơn những ân nhân đã cứu giúp mình trở về lại quê hương Việt Nam. Đó là Trang, một cô gái bị lừa bán sang Myanmar. Quay ngược thời gian, cách đây hơn một tháng, người ta bắt gặp hình ảnh một nam thanh niên quỳ gối hàng giờ bên quốc lộ 1, rồi lang thang khắp Sài Gòn, cầm tấm bảng ghi những dòng chữ ngoệt ngoạc cầu mong mọi người có thể giúp đỡ vợ mình về lại Việt Nam, và gọi tất cả trong vô vọng. Ấy một hôm, Bùi Hồ có nhận được một cái tin nhắn cầu cứu. Tin nhắn đó cho rằng là vợ của mình đang bị bán sang Myanmar. Cầu xin mọi người, bây giờ em thật sự giờ em hết cách rồi. Cầu xin mọi người giúp đỡ em một giây, em quay video để kêu gọi mọi người cùng vợ em về đập cửa nhà em, rất là khó khăn. Nhà tắt ta, nhà bán hết, nhà cửa cũng bán hết lại rồi. Giờ em không còn cách nào khác, em xin mọi người, em đi hổm dài rồi, đi vòng vòng đây cũng đi ngồi, cũng bị đuổi, đi chỗ khác, bây giờ em phải lại chỗ này. Giờ em ngồi từ đây là sáng đến giờ, xin mọi người hãy cũng giúp vợ em. Và cũng duyên lành thai á, Bùi Hồ đã kết nối được với em Phong Bùi để đưa Trang, vợ của Tịnh, về lại Việt Nam với giá tiền gần 500 triệu đồng. Và rồi hôm nay em lại đến Sài Gòn. Cảm ơn chị Tưởng, tất cả mọi người. Câu chuyện của Trang, một cô gái với mong muốn tìm một việc làm ở đất nước xa xôi để trả nợ cho gia đình của mình. Em vượt hơn gần 3.000 cây số để trở về lại quê hương là một cái câu chuyện dài, và Bùi Hồ xin được phép kể cái câu chuyện đó bắt đầu từ video clip này, để cho mọi người, những người nhẹ dạ khả tin, những người đã lầm đường lỡ bước cho gần việc nhẹ lương cao nơi đất khách quê người, có thể bừng tỉnh. Em tìm được ở trên Facebook một cái bài đăng cái hình. Họ đăng như thế nào? Họ đăng là tuyển dụng qua Myanmar làm kỹ thuật viên. Qua Myanmar làm kỹ thuật viên? Dạ. Tuyển dụng qua Myanmar làm kỹ thuật viên. Thì có làm hotel nữa, nhưng mà em xin như cái bản là làm kỹ thuật viên. Là KTV ở bên đó là họ nói là làm ba. KTV ở bên Myanmar là làm ba. Làm và gì? Làm ba hả? Làm ba, dạ. Dạ, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Tí xíu nữa thôi thì Bùi Hồ sẽ giới thiệu cô bác quý anh chị về cái một hoàn cảnh, về một cái cô gái bị lừa gạt bán sang tận Myanmar với cái công việc đó là việc nhẹ lương cao. Và ngày hôm nay là ngày hội tụ của em cùng với lại người chồng của em. Đây là một cái giây phút khá là buồn ngồi về sự trùng hợp của hai vợ chồng với lại chị Tưởng, người ân nhân mà coi như là người sinh ra lần thứ hai cho em gái này, và cũng như là tất cả cô bác quý anh chị để có thể đồng chung tay đưa em về lại Việt Nam, và chúng ta cùng đợi sự hồi hộp này. Và cũng như là sau khi em Phong đưa bạn này từ Myanmar về Việt Nam như thế nào ha? Chị Tưởng kìa. Nhân gì nói gì kìa? Nó không tao mà biết.
Không còn sợ không? Tháo khẩu trang ra đi chị cho nó đỡ mà. Em bữa đi té con có sao không? Ký chỗ ngồi. Con bị nhiệt mà sao? Cái ơn mẹ nhận con, nhận Phong cứu giúp con và những người đã giúp tiền cứu mẹ con. Con ngước mặt lên. Nghĩa là xin nghe con được lần thứ hai trong đời này. Con nghĩ là con sẽ chết ở đất người, con không thể làm gì được hết con. Con cũng nghĩ vậy á. Con cũng không nghĩ mà số mà được một số tiền mà cứu con về như vậy đâu. Điều này là phải nhiệm màu do gia đình con, cha mẹ con, ông bà con ăn ở cũng có được nha. Và con được một người chồng, con có biết ở đây là ngày nó đi khắp nơi không? Nó đi khắp nơi. Họ bất chấp bỏ tất cả sĩ diện đi cứu con về đó. Ơi giờ ở đây nha. Phụ quay hôm. Ờ muốn ở đây nha. Ba nói là ổng nói á là ổng gì ổng dắt hai đứa con ổng lên đưa cho chị. Alo. À, trưa nay á là em không cho ba mẹ của Trang biết, tại vì thứ nhất là ba mà biết sốc quá là ba đột quỵ bị bệnh tim. Thì tới nói thì mẹ bất ngờ ông ba chỉ gặp con không dám ôm, nghĩa là không có tin á, đứng xa đứng nép vào cửa khóc suốt à. Quá xúc động. Số tiền nó quá lớn rồi, không ai nghĩ được. Không ai nghĩ được mà tới mà được cháu về như ngày hôm nay. Mà chị nói là lúc mà tình nó đến á, lúc mà nó ngồi á, ngồi chị nằm này cái chợ, chị nấu cơm rồi xong á là chị ngủ. Kêu cô ơi, có cách nào cô ráng cứu vợ con về. Lúc đó chị mới đi bán cơm xong rồi dọn dẹp chị về. Chị mới nói với anh ông, ông biểu thôi bây giờ em mới rút đại cái tiền bảo hiểm đi. Mà chị nói thiệt mà, tại mình nói giờ chị còn có 300 triệu đó, để sau này bé Hiền nó có ra trường á, để còn lo cho bé. Thì lúc đó chị bóp ông biểu thì cứu nó trước đi. Thì từ từ mình làm có mà là tích lũy được 10 năm, của ổng 150 triệu, ổng rút ra rồi, rút trước rồi có được 150 triệu à. Chị bé Hiền thì hơn. Lúc đó là chị suy nghĩ rồi, chị qua chị nói với Phong bây giờ nhờ bà con cô bác đi, chị giúp cháu được bao nhiêu rồi còn bao nhiêu rồi mình tính. Nhưng mà không ngờ cũng các cô các chú cũng ủng hộ cháu, cũng đủ tiền về. Nhưng mà hôm bữa là về là cháu đi là nghe nói là cháu cũng bị tai nạn. Rồi xong là đi không đủ tiền về, người ta chở về cũng tới đâu có người ta bỏ. Cả giờ này nè, thằng chồng mới chạy qua, cô ơi, giờ hết tiền nó bỏ vợ con ở đó rồi. Thì chị mới cho mượn 30 mấy triệu á, chị vẫn vô để chở về tiếp thôi đó em. Cái gian nan khổ sở lắm con. Trước con về là một đoạn trường. Trang bây giờ xúc động không nói được thành lời đúng không chị? Đúng rồi. Chị mà cứ cầu nguyện, chị cứ cầu nguyện thôi. Tại số tiền nó quá lớn em không nghĩ được mà cứu cháu về. Còn thời gian rất ngắn. Đúng rồi, rất là ngắn. Ôi, đứng dậy quán. Em cũng nghĩ cái tiền. Ở đây, con kêu ngồi. Thật ra thì khi mà những giọt nước mắt này rơi á, là những cái giọt nước mắt hạnh phúc được đặt chân ở đất nước Việt Nam.
Sau cái ngần ấy thời gian mà ở bên đất nước Myanmar mà Trang không nghĩ rằng là Trang sẽ có được cái ngày hôm nay, được chị và một cô bán hương chị Giang một cái vòng tay giúp đỡ. Và Trang có nói một cái câu mà em rất là xúc động, đó là chị và mọi người đã sinh Trang ra lần thứ hai. Và đến cái thời điểm này á, Trang có nói với Phong và cũng như là với em á, là đến gặp được chị Tưởng để mà có thể quỳ xuống tạ ơn cái chị, đúng không Trang? Bây giờ con á, là con thấy tất cả mọi người là không ai bà con quyến thuộc của con hết trơn á, mà cho nên từ đây trở về sau con phải trân trọng cuộc sống này nha, làm được giúp đời giúp người giúp cho bản thân mình nha. Cái gì cũng vậy, cũng đừng có trèo cao nữa con ơi, té đau lắm. Chắc có lẽ là Trang cũng đang rất là xúc động mà nói không nói nghẹn nấc từng lời luôn á. Chị không bao nhiêu đứa nhưng mà chị thương nhất là con bé này với con bé ở dưới Cà Mau, bé mình bị hớt nửa cái đầu rồi nè. Dạ. Trưa bé nói cô ơi con cứu con về đi, ngày nào con cũng bị áp lực về tình dục hết trơn á. Nhưng mà sau đó có một chị hứa chị cho, chị cứ tắt máy đi cô sẽ rước con về. Nhưng mà lúc đó thì cô chưa có gửi chuyện về, nhưng mà trong thời gian thì người ta cho chuộc. Thế mà cho chuộc á thì là chị Phong mà đốc hành là bốc ra liền. Tại vì mấy người đó ngộ lắm, họ kêu chuộc không chuộc là họ sẽ bán đi, và họ quánh họ đánh đập mấy đứa nhỏ. Thì cho nên là Mạnh Hương Quân chưa gửi tiền về, mà hai chị em đã chuộc cháu về. Thì những ngày hôm nay có đúng thiệt á, chị thấy là không phải một lời cảm ơn hay gì, nhưng mà gia đình bé cũng rất là tệ, và bé cũng vậy, đi về đến nay cũng không gọi điện thoại cho cô Tưởng một tiếng. Cho Trang cứ thể hiện hết cái cảm xúc của mình luôn đi. Thôi con đừng khóc nữa, bây giờ đã hết không mưa thì trời đã sáng nha. Cô Tưởng cũng chịu sóng gió nhiều lắm. Nhiều lắm, cô Tưởng nhiều sóng gió nhiều lắm, hiện giờ cô Tưởng vẫn còn sóng gió. Dạ. Yeah. Con đừng buồn nữa, không có gì đâu. Giờ ở đây với cô Tưởng đi nha. Ở đây cô Tưởng sẽ tạo cho con điều kiện để con mua bán gì đó nha. Rồi. Thôi đừng buồn nha. Giờ ở đây với cô Tưởng nha. Cứ gom góp mấy cô với chú nào có cho tiền ta xin cho nó. Cho tiền là xin cho nó, tại vì nó đang gặp nguy em. Thật ra là em là người cầm máy quay và em đã chứng kiến được cái hình ảnh mà Tịnh chồng của Trang thôi nó bây giờ nổi da gà luôn. Anh Bùi Hồ, Tịnh chồng của Trang gửi cho em một cái đoạn clip mà Tịnh đang quỳ ở ngoài đường, viết những cái dòng chữ rất là ngoạc ngoạc, nói vợ của mình đang rất là yếu, đang ở Myanmar rất là yếu, anh có thể nào anh hỗ trợ cho em được hay không? Nhịn đói, dạ. Cô biết nhịn đói không ăn, mấy bữa nằm bệnh mà sốt cứng người luôn á, thằng này nè, dạ. Cũng khổ sở gian nan lắm. Dạ. Cứ ngày nào cô qua cô hỏi, không phải cô hỏi để mà hỏi đo hỏi rang được nhiêu rồi cưng, được nhiêu rồi có hai cô cháu cứ. Thì ôm chị Tưởng một cái nữa đi rồi lau giọt nước mắt đi, dù sao sóng gió nó cũng qua đi rồi. Thôi đừng khóc nữa con, đừng khóc nữa nha, không khóc nữa. Giờ con về tới Việt Nam an toàn rồi, nhưng mà bây giờ thì em cũng xin cảm ơn. Bây giờ bé đang xúc động, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã cùng chung tay giúp cho cháu được số tiền thì để đưa cháu về Việt Nam. Em thật là cảm ơn, không còn lời nào nữa cảm ơn. Thì em không em nghĩ là cháu được giấy đi. Chị Tưởng có khăn giấy không? Có khăn lạnh đấy con, khăn lạnh được mà cháu về như ngày hôm nay thì cô không nghĩ luôn á con, cô nói thật. Nhưng mà không ngờ, các con thấy không mọi người, không bà con quyến thuộc gì mình ở đó á, vợ em rồng lại thương mình. Thì từ đây trở về sau con cũng phải trân trọng tình cảm mọi người nha.
cô lao đi. Lúc mà Phong Phong ở Nghệ An á thì Phong nói với em là Trang thì đang đến ngay chỗ Viên Chăn. Lúc đó thì em ở phía bắc đó là của Lào. Thì nói Phong nói với em là nếu như anh ở Viên Chăn á thì anh có thể đón nhân vật về. Thì em nói nhưng mà em đang ở phía bắc cách khoảng 500 cây, anh đang ở Luang Prabang, giáp với lại gần giáp với lại Myanmar. Thì thôi bây giờ chắc có lẽ là như thế này nè. Tịnh em sẽ nói một cái lời gì đó để mà thay mặt cho vợ em cảm ơn với cô bác với chị Mạnh Thường Quân. Tại vì hôm nay thì dù sao Trang cũng đã gặp được chị Tưởng rồi, người ơn lớn nhất ở cô Trang, cũng như là cô bác với anh chị Mạnh Thường Quân đã chung tay với chị để mà giúp đỡ cho Trang có được, cho gia đình của Hồng có sự đoàn tụ của ngày hôm nay. Thì mấy anh em mình sẽ vô đó tâm sự rồi uống nước ha. Cô gọi cô Trang ra. Vô đi. Cảm ơn những mọi người và các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ giúp đỡ cho Tịnh, là anh Phong cô đã tiếp được hỗ trợ cho Tịnh để có số tiền để chuộc vợ em về. Thật sự rất là cảm ơn mọi người, tất cả các mạng cộng đồng đã giúp đỡ hỗ trợ cho em. Và em cũng nghĩ số đợt lúc đầu cũng nghĩ là số tiền quá lớn và nếu mà đủ số tiền cũng không thể nào chuộc về được. Tại vì đoạn đường rất là khó khăn, chuộc về tới đây rất là khó khăn. Cho nên bây giờ tới ngày hôm nay em đã gặp được vợ em, thật sự em không thể nào mà nói lên lời được. Thật sự em rất cảm ơn mọi người nữa. Một lần nữa, chị Tưởng cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú xem trên kênh của Bùi Hồ và của Phong Bụi. Suốt thời gian qua đã cùng chung tay tụi em để giúp người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Em cũng xin cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa thì thay mặt cho em Phong Bụi cũng như là Bùi Hồ cũng như đang do chị Tưởng chân thành cảm ơn cô bác quý chị Mạnh Thường Quân đã cùng chung tay với lại em Phong với lại chị Tưởng để mà cho hai vợ chồng của Trang có ngày đoàn tụ của ngày hôm nay. Được đặt chân trên đất nước Việt Nam là một điều vô cùng hạnh phúc. Và đây là một cái từ hôm nay sẽ bước sang một cái trang mới. Và Trang sẽ làm lại một cái cuộc đời ngay tại quê hương Việt Nam. Chân thành cảm ơn cô bác quý chị rất là nhiều ha. Cảm ơn.